Anh tư vấn về bệnh rối loạn lo âu được không? Bệnh rối loạn lo âu là cái chứng bệnh nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề và nó thường gặp ở mấy ông gọi là lười lao động. Ăn chơi nhảy múa quay tay rồi thì đấy là bọn trẻ. Lớn lên tí thì suy nhược cơ thể, đặc biệt là gì làm thì ít mà gọi là gì ngồi suy nghĩ thì nhiều. 100 cái suy nghĩ không bằng cái hành động. Cho nên là cái việc mà đầu tiên các anh chị muốn chữa được cái chứng bệnh này nó liên quan đến tâm lý. Tâm lý thì liên quan đến 7 cái yếu tố, đó là hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Đấy, 7 cái tình trí như vậy. Nhưng quan trọng nhất là gì? Cái quan trọng nhất một thứ là thứ hành động. Đó là khi có dấu hiệu mà người lo lắng, sợ hãi hoặc có biểu hiện gì thì rất nhiều lần mình đã hướng dẫn anh chị rồi tập thể dục bằng cách là một là vỗ tay, người công giáo thì có thể đọc Alleluia, người đạo Phật thì có thể đọc là A Di Đà Phật. Đấy, sáng thì vỗ tay, chiều thì kéo gối, có thời gian thì chạy bộ, đặc biệt nó liên quan đến thận nhá. Cứ thằng nào thận yếu là bao giờ nó đang sợ sệt, thằng thận khỏe cháu bây giờ sợ sệt gì cả, nó phàm chả nó nghĩ gì cả. Phổi nó khỏe, nó hát ầm ĩ lên, phổi nó tăng phách. Thận thì tăng khí, khí và phách mạnh thì chả có thế nào sợ xe gì cả. Hai cái đấy cần phải giải quyết. Thận yếu nhiễm lạnh rồi về bẻ không biết, cứ tối xông muối đi. Hoặc ban ngày có thời gian thì xông tiếng đi. Còn phổi yếu thì chạy, chạy mới nó mệt, nó khó, nó khổ. Bớt thời gian, chạy mỗi một ngày thêm tí, khoảng tháng nó lên được. Nó đạt đến khoảng độ 5-10 km một ngày chạy thì chắc chắn nó không quan tâm đến gì nhỉ, không quan tâm đến km nhé, xin lỗi anh chị luôn, nhưng mà quan tâm đến giờ. Cứ thời gian các anh chị chạy bộ chậm được khoảng độ từ 20-30 giờ là bắt đầu cái phổi nó mạnh lên được đấy. Thế thì cứ làm đi, vận động đi thì dần nó sẽ hồi phục thôi. Còn quay ngược lại thêm một thứ nữa này, để hết sức cẩn thận này. Nếu các anh chị bị các bệnh về tiêu hóa, dạ dày, đại tràng, đi ngoài phân lỏng lát hoặc là ăn uống đầy bụng khó tiêu ấy, thì chữa cho trước vậy. Đừng quan tâm đến cái nọ kia mà chữa hệ thống tiêu hóa trước. Bởi vì sao? 80% sức đề kháng nằm ở hệ thống tiêu hóa. Thế thì cứ chữa đi, xong rồi tính tiếp nhá. Xin chào.